Thưa quý vị, vào dịp này hàng năm thì đồng bào người Khmer ở xã Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước sẽ tổ chức lễ hội xuống đồng. Và nếu theo tiếng gọi của người Khmer thì là Sempre Day hay là Chong Day Som Nap, với ý nghĩa là tạ ơn trời đất và cầu xin mùa vụ mới, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Và đây là một trong những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Khmer của tỉnh Bình Phước. Mỗi năm tổ chức một lần nên lễ hội xuống đồng dần được sự tham gia của đông đảo người dân. Không chỉ các già làng, người có uy tín, người dân làm nghề trồng lúa mà còn có sự phối hợp hỗ trợ nhiệt tình của chính quyền địa phương cũng như Phật tử nhà chùa. Lễ hội năm nay diễn ra với nhiều hoạt động tái hiện công đoạn của trồng lúa nước, nhưng hoạt động quan trọng nhất trong lễ hội này là cúng thần linh, đất đai, tổ tiên có công đã quá cố. Hoạt động này do các già làng, người có uy tín đứng ra chỉ đạo thực hiện, nhằm tạ ơn thần, đất trời và cầu xin bảo vệ sự bình an cho người dân, mùa vụ mới thu hoạch được nhiều lúa hơn. Khi cày, cuốc đất hay là nhổ mạ, gánh mạ cấy lúa thì mình thảy mạ khắp ruộng, cho nên theo truyền thống của người Khmer là cần phải tôn kính và tổ chức lễ cúng thần linh, cúng thần đất trời, rồi thần lúa, rồi ông bà tổ tiên đã quá cố, và đừng để họ nổi giận và cầu xin bảo vệ cho người dân cũng như là mùa màng được thuận lợi hơn. Lễ hội xuống đồng được tổ chức tập trung trong cộng đồng, không chỉ là nơi để mọi người giao lưu, trao đổi kinh nghiệm làm ruộng trong mùa vụ mới. Đồng thời còn là dịp kết nối mọi người đến gần với nhau hơn, thể hiện tình đoàn kết. Qua đó nhằm giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của người đồng bào Khmer xã Lộc Khánh nói riêng và đồng bào Khmer tỉnh Bình Phước nói chung.